Đáng yêu không chịu được khi chị mẹ dẫn dỗi bỏ nhà đi chơi và pha xử lý ngọt ngào của người bố khiến cộng đồng mạng cười muốn xỉu. Khi bố mẹ tôi dỗi nhau. Bố mở con cái điện thoại. Mẹ à? Thế giận dỗi nhau đấy à? Lại giận dỗi nhau đấy à? Chả thấy gọi điện ý ới gì cả thì đoán là dỗi nhau. Bố mày yêu mẹ ăn chơi hết. Quá chuẩn luôn. Đây này, hãy nói chuyện với nhau tâm sự đi. Em yêu à? Mà em đi chơi cả ngày em quên hết cả chồng à? Giọng này đúng dỗi rồi. Giọng này đúng dỗi rồi. Chồng đi làm về muộn mấy hôm thế là dỗi. Đi làm về muộn thế là dỗi. Chị em bạn gì đi Phật, đi Tam Mau. Úi giời. Đi Tam Mau là đi đâu bố? Tam Mau là bỏ nhà đi đấy. Xách ba lô và đi đấy. Đi Tam Mau ấy. Hàn Huyên tâm sự đi, làm lành đi nhá. Con đi xuống nhà đây. Đấy, bye nhá.